Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay anh em mình mới vừa gọi là tạo một cái hạt mới, đó, tầm khoảng một tuần thôi. Đó, thì mình để xem thử cái vận may mình nhân phẩm mình như nào. Giờ lại đen quá anh em, nên mình tạo một cái hạt mới ra mình chơi để mình tìm kiếm nhân phẩm. Thì hôm nay mình sẽ gọi là làm một clip gọi là Agent Mã Bắc để kiếm xem coi có cầu thủ nào ngon ngon để nâng cấp cái đội hình lên không. Đội hình mới chơi anh em, đó một tuần thôi. Thì đa số là cầu thủ Champions League anh em. À, mình mở hên được con Eddie Cole 97 anh em, tuyệt vời, quá ngon luôn. Và con Rodriguez với con Depay của sự kiện Champions League, quá ngon anh em. Và con Nani sự kiện Centurion với con Sergio Busquets của anh em. Nói chung là mấy con này là over cao, mình cũng may mắn là mở ra được. Thì hôm nay tiếp tục là làm một clip gọi là xem mở bắt cái sự kiện mới với lại xem coi được con nào ngon ngon không để nâng cấp đội hình cái ạc mới anh em. Đó, nói chung là động lực cho anh em là thích chơi gọi là tạo thêm một cái ạc mới để mình chơi như thế nào. Đó, thì trước hết mình sẽ vô sự kiện MLS, nó có cái phần này anh em, làm nhiệm vụ anh em. Mình chỉ còn 5 lần mở Space Bug nữa thôi là mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là mở Space Bug đi trong sự kiện MLS. Đó, mở trước ha, mở này đi để mình lấy cầu thủ coi như thế nào. Đây là đầu tiên nè, đó, 5 lần nha anh em. Đây, lần nhất, đó, cùi không. Anh cùi không, lần thứ hai, đó. Đúng là cùi không luôn. Chứ cái bắt này khó ăn lắm nè, 75, 97 mà, khó ăn lắm. Nên hên lắm được một con trên 90. Thật sự hên lắm luôn, gọi là hên lắm luôn đó. Đó, thấy chưa. Đấy, đến giờ tầm là 7 mấy không à. Tiếp luôn, lần thứ 4 nè, đó. Đấy, chưa. Đấy, nãy giờ được con 82 là cao nhất rồi. Ok, lần thứ 5 là xong nè. Đấy, chỉ cần 5 lần thôi anh em, không cần nhiều đâu. Đủ 5 lần là được rồi. Bây giờ qua bên đây. Đó, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái đầu tiên là 85-97. Coi cầu thủ nào nha anh em. Đó, nhân phẩm đầu tiên nè. Đây, coi xem như nào. Đấy, đừng ngọng nha, ngon nha. Ôi ôi, mặc định rồi, xong rồi. Ôi ôi, còn chậm chứ, ghét chứ. Trời, CB Paris Saint-Germain con gì ta, người Pháp ta. À, Hernandez 87. Ôi, được thêm mấy con cùi nữa kìa. Ok, tiếp tục, mình sẽ nhận Gen và cầu thủ đu đất. Nhớ đi, hết này nha. Ok, Gen nè. Cầu thủ đu đất nè. Đó, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ quan trọng là cái phần này nè. Đó, cái phần gọi là ba cái quà đây. Cái phần đầu tiên là 92-97 là cầu thủ sẽ không bán được. Đó, cái phần này mình mở ra con Eddie Cole nè, Eddie Cole 97 nè. Đó, phần thứ hai là 90-97 là bán được. Đó, cũng ngon ngon ngon. Cuối cùng là con Machino. Thì thường thường mình sẽ lấy con Machino nè, thường thường lấy con Machino. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tiếp tục là lấy cái phần gọi là 92-97. Đó, xem nhân phẩm như thế nào. Lỡ may được con 97 nữa sao. Hôm bữa mở phần này được con 97 Eddie Cole rồi anh em. Bây giờ tiếp tục, bây giờ mở nha. Đó, để xem coi hôm nay nó có đội cho mình thêm con nữa không. Mà 96 cũng được, không sao hết. Cứ ra icon là ngon. Mặc định đòi hô là người Pháp rồi. Xong mình rồi anh em ơi, GK con gì đây. Ê, Rodis thì phải anh em ơi. Đúng luôn, Rodis 94. Cũng tạo nè, tôi này cũng tạo đi. Không đến nỗi nào. Ra con 92 mới là đen. Ra con 92 mới là đen. Ok anh em, đó là phần mở bắt của sự kiện MLS. Bây giờ tiếp tục, mà sẽ là phần quan trọng là Etchen mỗi ngày. Etchen mỗi ngày một niềm vui anh em ơi. Để xem cái này mở chưa, mở rồi. Mở cái này đi, đó. Thì nó chưa, vẫn chưa mở cái phần gọi là 8997 cho anh em. Thì có phần 8797 thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở cho anh em. Đây. Ây chết rồi, cái này thiếu con 88 cộng Centurion rồi anh em ơi. Bây giờ mình phải qua bên phần cầu thủ Centurion 8897 để mình Etchen. Để mình gọi là mình kiếm một con mấy con Centurion đó để mình qua kia trên ha. Bây giờ vô mở cái trước đi, vô đó, cứ từ từ anh em, cứ từ từ bình tĩnh. À, không có gì hết, để xem coi hôm nay nhìn phẩm như nào, có con nào ngon ngon để update đồ hình không. Đấy, vô 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 vô, đấy vô rồi, vô rồi. Phát đầu tiên nhé, đường hầm icon là ngon, thấy được rồi, vô vô đó, đường hầm này giống như icon lắm.
cái con nào có như nào thôi. Quan trọng là cái hũ gì đấy. Uruguay, trời con này chết mới rồi. Trời ơi. Thiệt tình anh em ơi, không có rồi, không có, không có, không có rồi. Tiếp tục làm 3 phát đi để kiếm 3 con, 3 phát để kiếm 3 con để mình qua ăn kim này trên. Đó. Vô. Này trên. Đó. Phát thứ hai. Vô. Trời ơi, tiêu rồi, tiêu rồi. Trời ơi, con này ra hoài luôn đó. Thôi làm phát đi, làm phát đó để mình lấy 3 con đi. Để mình lấy lấy 3 con Centurion để mình exchange bên kia ha. Nếu mà ra con ngon thì để xài, còn không thôi mình exchange hết. Đây, có đường hầm ra 3 phát stand là ngon. Trời ơi, xong rồi, xong rồi. Ây, trời, mấy con này ra hoài luôn đó. Ok, bây giờ một con đây. 8, 7, 9, 7, vô. Đó, vô nè. Mình một con 86 rồi, 3 con 81 cộng đó, và cuối cùng là 6 con 70 cộng. Thôi trước hết thì mình sẽ làm bùa đi. Đó, làm bùa, làm bùa. Và cái tên này khó quá anh em, bây giờ mình ra tàn con quay hot không à. Con quay hot không á, cái cờ Hà Lan ST tự ngon rồi, mà nó ra cái câu lạc bộ là thua rồi. Chúng ta phải là icon thì mới ngon, hoặc là Neymar đi. Đó, Neymar cũng được đó, cứ còn 97 là ngon. Vô lơ này cũng được đó, làm bùa, làm bùa, đang làm bùa này, làm bùa đó, để có thấy hay không. Tiếp tục coi, tiếp tục mình sẽ vô còn gì, còn Ronaldo da Lima đi đó, Ronaldo da Lima nè đó. Ok vậy đây, coi đâu qua bây giờ mình đây ha, phát đầu tiên vô tay xem như nào đây. Mấy cái này thật sự là một tuần này anh em, rất là đen nha anh em, rất là đen luôn, phải than lên, than lên đâu em, đỗ vậy nè, mới nữa vô đấy, vô 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 đỗ tụi bay đi. Chết 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 rồi, chết rồi. Trời ơi, như là mặc định sao anh em ơi. Trời ơi, lại chậm cái khúc này, nó chậm biết đâu. Ấy, à Winter cái quạt. Lao xíu. Rồi rồi rồi, tiêu rồi. Loa xíu là không ngon rồi. Con 87 rồi, xong mình rồi em ơi. Trời ơi. Trời, cho hai con service kìa. Một con là top y và một con là top wood. Trời. Bó tay thật thì hai con luôn ghê chứ. Tiếp 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 tiếp. Trời ơi, thật là đen đổi quá anh em ơi. Nhạc mới mà nó không độ. À nó độ rồi. Quên quên sorry anh em, nó độ một con SD câu rồi. Đó, độ một con SD câu rồi. Mà bây giờ nó không độ nữa. Tiếp tục vô làm bộ anh em, làm bộ chiếu làm bộ nha. Anh em thông cảm anh em, vô làm bộ thì chơi vô đọc Messi. Messi, Messi làm bộ chiếu chiếu chiếu. Đó 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 đó. Rồi ra 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 ra. Messi thì được rồi, đủ rồi. Rồi ra ra. Vô. Vô. Đó, vô luôn. Đây đây. Đấy. Đó. Ây, sao mặc định nó đỏ sao đen chứ trời. Trời ơi, hai phát liên tiếp quá đen luôn. Các Lidari nữa, trời ơi, con 89. Oh man. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ còn phát cuối cùng. Không biết như thế nào đây. Ráng độ một con mà nó không biết như thế nào đây. Trời ơi, thật sự là quá đen đủ anh em ơi. Ác mới mà nó chưa độ nhiều. Nó chỉ độ mới một con Atico 87 thôi, con Nandi mà bắt nè. Đây vô, vô luôn, không ăn bùa anh em, vô luôn. Tháng này top y coi, kiếm này ngon ngon coi, top y coi. Đấy đấy đấy, top y thêm. Rồi nó cứ đang đứng nguy hiểm đi, đứng ngoài với chị vậy đi. Đó, vô vô rồi. Đó, top y rồi, nhìn đi người sao liu, ép đi, ép đi, ép đi, là top y hả? Ai cần có gì đi, ai cần có gì đi. Trời trời đi bạn đô, trời ơi. Cái Lazio là hy vọng rất là nhiều anh em. Trời ơi, ST là ngon rồi. Hy vọng quá nhiều. Trời ơi, Rivendo là cái win. Trời là cái gì. Trời ơi, đen quá anh em, thật sự quá đen. Làm phát bên đây đấy coi. Đã lấy kiếm con gọi là con Centurion để mình exchange đi. Trời ơi, thật sự là quá đen anh em ơi. Trời ơi, Rivendo với Lazio, mấy con icon này kỳ kỳ chứ. Trời túp y mà, trời ơi, túp y kỳ ta. Cái AI nó lừa bảo anh em. Túp y mà tưởng con ngon mà ra con đó cái đâu chứ. Ê, đường hầm kìa. Mexico. Đó, túp y. À, Lozano rồi, Lozano 92. Đúng luôn. Trời ơi, thôi làm phát đi, đang có mẹ cũng được được anh em. Cũng được được, thực kệ là làm phát nó cũng được, ăn nổi coi. Làm phát đi, chơi luôn tao bại luôn, đó rồi. Làm một phát nữa luôn, coi như thế nào. Còn như thế nào đây, kiếm con 95 còn khó quá anh em ơi, khó quá. Trời ơi, thua rồi, thua rồi. Ok anh em, không mình ngưng đi, đèn quá để ngày mai làm tiếp.
ngày mai tiếp tục. Bây giờ mình ra mình coi cái đội hình mình như thế nào đây, mình cho vô coi nó nâng cấp được không. À được, con GK94 nè. Đấy, vô lại không. Đó. Con được con là Rosano ạ. Con Lodigo rồi, vẫn không lên được 94 mà anh em ơi, khó rồi. À, này phải chờ nâng cấp đội hình lên nhiều đó con, mới nhiều mới được chứ giờ chưa được rồi, xui quá anh em. Hàng hậu vệ mình chỉ có con Edico được độ thôi. Còn ngoài ra thì mấy con kia chưa có con nào mới hết. Con Nani thì được 2 con rồi. Còn con B với tôi Silva nữa kìa. Trời ơi. Silva có request rồi. Thì ok anh em, ráng là sau tiếp tục vô đây thôi. Có Sensu rần coi có cái gì không. Có cái gì vậy mà bỏ không. Có cái cái này ngàn mấy điểm nè. Được ngàn mấy điểm anh em. À, để quay vài cái coi nha, quay vài phát coi nó hình hay không. Để tìm kiếm coi còn đèn quá. Số mấy rồi, nó cứ quay cái nó ra đây nè. Trời, cái này thì có đu đất rồi, đúng không? Đúng rồi. Để mình quay vài phát nè, quay vài phát có hay không. Quay vài phát coi, đu đất hả. Vô. Tìm kiếm cơ hội coi. Mình có 34k gen nhưng mà mình chưa có quay nè. Để từ lên 40k đi, mình kiếm cái gói còn ngon rồi mình chơi. Trời, gen rồi, kiếm cái gói 8897 nè, mới ngon nè. 8897 nè, đó. Tiếp tục nha anh em, làm vài phát ở đây coi có hay không. Để AI nó độ cho có phát thôi như thế nào. Trời, vượt qua rồi, có gì thì phải qua đó đâu rồi. À, được con 91 anh em ơi, được con 91. À, không sao. Mấy con này về mình dùng để chen chơi, không sao hết. Cứ lấy đi, cho nhiều càng tốt. Cho nhiều càng tốt, không cần đi đường học luôn. Đó, ok, tiếp tục. Ráng làm vài phát thôi anh em ơi, làm vài phát thôi. Cái này nó hơi lâu á, làm vài phát thôi. Để coi nó như thế nào. Đi một vòng, hai vòng rồi đó. À, vô này, nghe chết vô đó. Trời ơi, chưa vô, còn một cái nữa, trời ơi, tức quá đó. Khó lắm em, khó ra cái phần 88, 95, 97 lắm, mình quay mãi nó mới ra được á. Thiệt sự luôn á, để mình quay vài phát thôi. Để mình gom để mình làm lúc cho nó phê. Cho nó phê. Chứ giờ mà nếu mình quay nó thì thấy nó lâu lắm. Rồi vượt qua nó rồi, xui ghê ta. Gần mé không mình ta. Mé không à. Rồi tiếp tục. Đấy, được 2 con. Tiếp tục quay tiếp. Đó, làm vài phát thôi. Cho nó coi tìm kiếm cơ hội coi. Như con đu đất nữa không, qua rồi. Thằng này cầu thủ nữa, cầu thủ cùi luôn à. Thôi kiếm mấy con này cũng được để mình ra địa trang cũng được. Đó. Ok, tiếp tục. Ráng vào vô con cái phần 8897 đi. Chỗ nó cứ ra đây hoài đó, nó có kỳ cái ta. Ấy, vô. Đó, vô. Đầu tiên nha, phát đầu tiên nha. Đó. Ráng con này ngon trên 94 là ngon rồi. Vô em ơi. Vô hẹ rồi. Ráng đường hầm nha, cầu cho đường hầm nha. Đừng hầm đi, ngon ngon nha. Đó. Vô. Ấy, người anh. Rồi vậy. Trời ơi, 90 rồi, trời ơi. Mai mới ra được đường hầm, trời ơi. Tức thật anh em ơi. Tiếp. Đang có đàm làm vài phát anh em, làm vài phát thôi. Không làm nhiều nha, làm vài phát thôi. Ai vô, con cho nhìn con 91 được phải. Đúng rồi, em con 91 nữa, đấy, kệ nó. Cứ lấy anh em, cứ lấy về để chen em, không sao hết. Thôi, có rồi, được rồi. Đấy, không cần đi hầm đâu. Con này em biết không cần đi hầm. Đó. Bây giờ làm phát rồi. Đấy là ngon nữa đó. Ê, tới nơi bên kia là xa dữ trời, đi xa dữ vậy. Sao em đi xa quá vậy em. đi qua luôn cái gói 8897 rồi, đi xa quá. Trời ơi, sát bên cái gói cầu thủ nhỏ rồi, cầu thủ bên nè. Đó, cái này nè. Đang tới cho nó coi. Phát nữa coi. Chắc, còn 92 này em ơi. Đúng rồi, còn 92 rồi. Kệ, cứ lấy đi, cứ lấy hết, không sao. Cứ lấy hết, để mình về này chen cũng được, không sao hết. Đó, đấy, gọi gần. Hỏi cần em, hỏi cần. Đấy, kệ nó có, cứ chen đi kiếm cầu thủ nâng cấp đội hình cái ai cần coi. Ờ, vô tiếp. Đấy, hình như vô lên em ơi, vô hệ rồi. Đúng, vô hệ lên. Bây giờ nha, đó, 8897 đây. Vô tiếp. Ồ, nãy giờ mình cũng hình ghê, hai phát liên tiếp, hai vòng liên tiếp là vô đó. Vô, ráng đường hầm là có cơ hội lên. Đấy, đường hầm nữa. Ê, vô. Ê, Hà Lan kìa. Ê, trời, Hà Lan gỡ ca. Trời ơi, có 91 Hà Lan hy vọng qua mất tên rồi, 91 rồi. Trời ơi, quá đây vô hai lần rồi, vô hai lần rồi. Trời ơi, lại thấy đang có đà nè, làm tiếp luôn. Đang làm tiếp luôn em. Đấy. Ôi, ráng đi vòng anh em, ráng đi vòng đi. Để mình lấy cái quà anh em. 4 lần được có một cái quà đó. Ráng đi vòng anh em ha. Ráng chịu khó theo dõi anh em ơi. Theo dõi nha, để mình coi mình ráng đi vòng nó coi. Để coi cái cơ hội này lấy con nào ngon không. Đấy, vô. Ráng đội cho cái mới này một con ngon coi. Trời ơi, gần tới rồi. Nó ác ghê, nó số 1 ác ghê, cái bề nó ghê chứ. Trời ơi, số 2 là ngon rồi. Ôi, đen thật. Tiếp.
đấy. Bây giờ mình tiếp nha, vô nè, đó, số mấy đây, nó cứ số 3 rồi, số 3, thấy số 3 rồi. Nó vượt qua cái mốc gọi là cái cầu thủ 8897 rồi. Cái mốc 19 á, là vô nhiều nhất, dễ vô nhất, còn mấy cái mốc này khó vô lắm. 80 rồi, tiếp, đang có đà anh em ơi, ném đi vòng đi, anh em chịu khó nha. Chịu khó, theo dõi, ồ, để ném đi vòng nó coi nó vô không. Ý, vô này anh em, lấy con 93 cũng được, mình đang cần CB, 93 nha. Có đường thầm là có hy vọng, đường thầm là hiệu lên. 93 nha, 93 nha, vô, đường thầm đi, đường thầm đi. Trời ơi, à gen, à cũng được, gen cũng được. Kệ đi, không đường thầm mà gen. Vô, tiếp tục, game là 35k gen rồi. Ôi, con đu đất rồi, con đu đất rồi. Đúng rồi, đu đất rồi, à, đu đất rồi, vô, vô, vô. Đấy. Tiếp tục. Sắp tới rồi, sắp tới, sắp hết vòng rồi, sắp hết vòng rồi, ráng hết vòng rồi. 6 là bay tới đây luôn đó, 6 là bay tới luôn đó. Ê, không tới rồi. Nó cứ quay lại mệt ghê. Đây, 200 gen tiếp, đó. Đây vòng nữa thôi, vòng nữa là mình được những cái quà rồi. Đó, này ráng nha, hơi lướt hơi dài xíu. Tại vì quay cái này lâu lắm nè, quay lâu lắm, nó cứ quay qua này nè. Đó trời, cái bên luôn kìa. Ôi, thiệt thiệt chứ, cái bên nó mới ghê chứ trời ơi. Bây giờ một vòng nữa là được cái quà 8897 nè. Một vòng nữa ha, ok. Một dòng trai đất anh và em. Đó, vô vô anh em ơi, vô anh em ơi, vô. Chắc vượt qua luôn rồi, cái này vượt qua luôn rồi. Chắc vượt qua luôn đó. Chứ khó là số 1 lắm á. Thì nhìn nó chậm mạng rồi. Trời ơi, nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên. Nhanh lên. Yếu vậy. Trời đứng rồi ta. Trời, đang lót chậm rồi. Kỳ ta. Trời. Ủa là đang khúc cuối mà nó mạng yếu gì ta. Trời, yếu vậy. Chết rồi, cho mạng yếu gì đây. Trời ơi, rớt mạng anh em ơi, rớt mạng rồi. Sorry anh em, rớt mạng rồi các bạn ơi. Vô lại. Trời ơi, đang vô ngon nó rớt mạng anh em ơi. Sorry anh em nha anh em. Sợ thơ rồi. Clip hơi dài chút do cái bạn yếu quá nên chậm lắm. Để chờ vô lại anh em, phát cuối anh em, chờ phát cuối coi như nào. Đấy, vô lại. Là mình đang ngon lành quay chứ biết ra cái gì đây, biết nữa đi. Cái gì đây? Số mấy đây? À, số này vượt qua rồi. Đó bọn em vượt qua rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là lấy một cái quà này ha. Đấy, cầu thủ nè. Đây, cái quà quay 4 lần nè. Đấy. 8897 nè. Đó, ngon. Đấy, vô. Đây, hy vọng được một con ngon. Đấy, cho áp đặt cái đội hình này ngon coi. Trời ơi, thua anh em ơi, đá chán ghê, không được con gì ngon lành nữa. Trời ơi, thua rồi. Ok này, lấy quà lấy sau cũng được. Trời ơi, thua rồi. Chán ghê, không được con nào ngon nữa. Để mình vô đội hình này coi. Mình vô đội hình mình xếp con nào cùi chứ con cũng được coi. Con CM92 này, có lên được miếng nào không? Đó. Vẫn y nguyên, không được cái gì hết, y nguyên luôn. Thì thôi ok anh em, này clip khá dài rồi. Nói chung là tìm kiếm nhân phẩm cho cái ạc mới mà vẫn chưa được ngon em, được mấy con 94 GK được chút rồi. Đó, thì ok anh em, lần sau làm lại. Nếu clip thì hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Và đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.